Chào quý vị khán giả của bản tin Sức Sống Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau tấm huy chương đồng tại giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á, thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019. Bên cạnh thành phần nòng cốt chủ yếu là các gương mặt trẻ tới từ đội tuyển U23, thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có những gương mặt chất lượng khác và một trong số đó chính là phụ công Bùi Thị Ngà. Rất nhiều những vận động viên có chiều cao tốt hơn so với Bùi Thị Ngà. Lần đầu tiên được lên đội tuyển quốc gia và tham dự kỳ VTV Cup năm 2012, khi đó Bùi Thị Ngà mới 18 tuổi. Nhưng với sức trẻ và sự khát khao khẳng định mình, mỗi khi được tung vào sân, cô luôn cháy hết mình trong những pha bóng. Và kể từ đó tới nay, Bùi Thị Ngà đã tham dự tới 6 kỳ VTV Cup. Cô đã trở thành gương mặt kỳ cựu của đội tuyển quốc gia. Đột nhiên mà được mọi người gọi là vận động viên kỳ cựu thì cũng cảm thấy bản thân lại gánh thêm một cái trách nhiệm nữa. Thì cũng rất là mong chờ đến cái kỳ VTV Cup 2019 lần này ạ. Mới 25 tuổi nhưng Bùi Thị Ngà ở thời điểm hiện tại đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho các vận động viên trẻ, không chỉ ở cấp đội tuyển quốc gia mà còn ở câu lạc bộ chủ quản của mình. Đó là thông tin liên về Postbank. Đầu năm 2019, Bùi Thị Ngà được tin tưởng giao băng đội trưởng của thông tin. Em là một người khá là trầm tính và ít nói. Với việc là một người đội trưởng thì phải là một người xốc vác, động viên và phải là người gánh đội. Thì trong chuyên môn thì có thể em giúp đỡ các bạn một phần nào đấy, nhưng mà đối với việc mà để động viên mọi người thì cái việc đấy của em còn khá là hạn chế. Năm 2018, khi những tượng đài của bóng chuyền Việt Nam như Kim Huệ, Ngọc Hoa giải nghệ, Bùi Thị Ngà đã có những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ, qua đó khẳng định mình là người kế nhiệm hoàn hảo những chỗ trống mà các đàn chị đi trước để lại. VTV Cup 2019 và xa hơn là SEA Games 30 tiếp tục là cơ hội để cô khẳng định bản thân.